đánh bom tại thủ đô Baghdad, tin từ Baghdad, Iraq. Hai chiếc xe bom đã nổ tại thủ đô Baghdad trong đêm hôm qua, làm ít nhất 20 người bị thiệt mạng và trên 30 người khác bị thương. Chiếc xe bom nổ trên đường Saadun nằm tại trung tâm của thủ đô làm 7 người bị thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Trái bom thứ nhì nổ trong phường Khatamiya của người Shiite làm 12 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Đây là lần đánh bom thứ tư nhắm vào người Shiite tại thủ đô Baghdad trong vòng thời gian 2 tuần lễ. Trái bom nổ trên đường Saadun làm hư hại nghiêm trọng văn phòng của một hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, các tòa nhà và cửa tiệm chung quanh. Phía quân Quốc gia Hồi giáo đang kiểm soát một vùng đất rộng lớn của Iraq và Syria đã lên tiếng thừa nhận đã thực hiện các vụ đánh bom này. Trong ngày thứ hai tuần này, Liên Hiệp Quốc cho biết chiến tranh ở Iraq trong tháng 8 đã làm 1.420 người thiệt mạng, trên 1.370 người bị thương và trên 600.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Liên Hiệp Quốc nói rằng con số có thể còn cao hơn nhiều vì không có những nguồn tin độc lập từ nhiều vùng bị phiến quân Quốc gia Hồi giáo kiểm soát. Theo tài liệu Liên Hiệp Quốc, bạo động ở Iraq trong tháng 6 làm ít nhất 2.400 người thiệt mạng và trong tháng 7 thì có khoảng 1.700 người bị thiệt mạng.